xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài điều gì sẽ thay đổi ở 2023 này. Và các bạn sẽ chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Và vì thông điệp trong mỗi tụ bài có rất nhiều, mình hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp một cách tích cực nhất và cởi mức nhất có thể. Ở đây mình có hai bộ bài ha, một bộ màu xanh lá cây và một màu đen. Sau đây mình đếm từ 6 tới 1, các bạn lựa chọn ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình chỉ nói những điều theo những cái lá bài cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Sau đây xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ bài lá màu xanh lá. Trong trải bài các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn có lá bài King of Swords, Phu Kiếm. Và lá bài thứ hai các bạn sẽ có lá bài. Lá bài số 2 là lá bài Devil, Ác Quỷ. Lá bài cuối cùng các bạn có lá bài Strength, Sức Mạnh. Đây là lá bài rất là hay. Đầu tiên mình sẽ phân tích khi lá bài King of Swords, Phu Kiếm này xuất hiện, cho rằng bạn nên duy trì cái mục tiêu của mình. Bạn cần sử dụng sự thông minh của chính mình để đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống. Mặt khác, lá bài cũng hy vọng rằng các bạn nên nghiêm khắc với mình hơn trong vai trò của mình đảm nhận. Tức là mình đừng có lơ là trong công việc, tập trung hết 100% sức lực mình của cái việc mình đang làm, cũng như tình cảm. Bởi vì cái gì mình chúng ta làm nửa vời á, thì sẽ không đạt được hậu quả rất là cao sau này. Do đó, bỏ công, bỏ sức, bỏ sự tập trung của mình vào đó, khi đó bạn sẽ có được những thứ mà người ta không có. Đây là lúc bạn phải nên đánh giá trước một cái tình huống, cần xem xét kỹ lại tất cả các khía cạnh khác nhau, hạn chế tối đa sự tác động của cảm xúc của mình vào đó. Khi bạn gặp một vấn đề đó, bạn hãy tách cái người mình ra khỏi sự việc. Mình hỏi, nếu mình là cái người đó, mình sẽ làm như thế nào? Và tại sao mình có hành động hay lời nói hay quyết định như vậy? Khi đó là bạn tập sống trong chánh niệm, tỉnh thức. Tỉnh thức là khi chúng ta biết tách mình ra khỏi người mình, quan sát mình đang làm gì và đánh giá đúng hay là sai, và sự việc của khác đúng hay là sai. Giống như là một cái người chứng kiến, một cái linh hồn ở bên cạnh bạn, nhìn việc đúng sai để hướng dẫn cho các bạn nha. Chúng ta hoàn toàn hãy tách mình ra khỏi như vậy, rất là quan trọng. Khi mà lá bài này nó nói là cái sự vô tư của bạn và sự thiếu thận trọng sẽ khiến cho bạn thất bại trong tất cả về tình yêu, công danh, sự nghiệp, tất cả mọi thứ luôn. Và để đạt được thành công trong cuộc sống thì các bạn nên tiếp tục duy trì tiêu của mình, sử dụng cái sự thông minh để đạt được điều mình muốn. Và bạn phải nghiêm khắc mình hơn rất là nhiều để cho những cái ham muốn ích kỷ của mình không có thể thể hiện ra. Đôi khi cái thái độ thông minh của mình đó là khiến cho bạn bị khoe khoang hoặc là khoác lác. Do đó bạn phải sử dụng sức mạnh của mình ở đúng chỗ, hạn chế sự tối đa cái việc mà xem mình là cái rốn của vũ trụ. Nếu như các bạn biết sử dụng sức mạnh của lá bài này, chính một lá bài, một cái người rất là thông minh, sử dụng toàn bộ tâm trí của mình cho mục tiêu và do đó quyết thắng cho bằng mọi cách. Đây là một cái đại diện cho cái sự rất là công bằng, sáng suốt, lý trí rất là cao. Một cái điều bạn cần phải học hỏi khi mà lá bài này đưa ra, do đó bạn phải tiến tới cái việc mà tập trung cái quyền lực của mình để cho sử dụng cái trí thông minh đó giải quyết những vấn đề trong công việc của chúng ta. Lá bài số 2 sẽ nói đến cái điều sẽ cản trở các bạn trong cái tương lai gần. Những cái điều gì bất như ý nhờ sẽ diễn ra mà các bạn nên tránh. Các bạn có lá bài Devil, Ác Quỷ. Khi mà lá bài này xuất hiện, thể hiện cho những ước muốn, kỳ vọng của con người, chính là kỳ vọng của bạn. Khi lá bài được lật lên, có nghĩa trong tình yêu, công việc của bạn sẽ xoay chuyển theo một hướng nhất định. Nó có thể tốt lên hoặc là xấu đi. Nhưng mà không thường lá bài này xuất hiện, nó xấu hơn rất là nhiều. Do đó các bạn phải đảm bảo rằng những gì bạn đang theo đuổi hết sức đeo bám sẽ chẳng lại mang lại gì sự thất vọng và chán nản. Tức là bạn mới đánh giá xem cái việc mà bạn đang theo đuổi ai hoặc làm cái việc gì đó nó có tích cực hay không. Nếu như nó tiêu cực thì chắc chắn cái việc đó sẽ đem cho bạn sự thất vọng và chán nản. Bạn vẫn không thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn đó khi bạn cố đi theo con đường cũ mà càng ngày càng lấn sâu.
Giống như là bạn biết cái người đó xấu, người đó có người thứ ba, người đó không trung thực, nhưng bạn vẫn cố tình đâm đầu vào, thì làm sao bạn có đường ra được các bạn? Đây là cái bài khuyên các bạn phải nên mạnh mẽ và hành động dứt khoát. Đôi khi buộc bạn phải gạt tình cảm sang một bên, đấu tranh không khoan nhượng với người khác để giành chiến thắng. Bạn sở hữu một lý tưởng tham vọng đủ lớn để thực hiện điều đó, bởi vì cái lá bài đầu tiên, mà cái lá bài vua kiến, một lá bài rất là mạnh. Về tình yêu á, lá bài cũng hy vọng các bạn biết rằng tình yêu đích thực, nó thường là cái sự giản dị chân thành. Những cái gì mà màu mè cầu kỳ sẽ rất là đổ vỡ. Các bạn phải cảnh báo và cảnh giác với những cái mối quan hệ gần giống như tình yêu, không có rõ ràng trong một mối quan hệ, giống như mập mờ á, một là về lợi lộc về vật chất, hai là về dục vọng, hai là cái sự đam mê với nhau nó không phải là về tình cảm tình yêu. Thay vì tốn thời gian để gặp gỡ những cái người như vậy á, bạn nên tăng cơ hội để gặp gỡ những người xứng đáng với bạn hơn. Và lá bài cũng khuyên các bạn nên cứng nhắc lý trí để cả hai sẽ khiến cho cái mối quan hệ đổ vỡ. Nếu như các bạn đang trong mối quan hệ, cái việc bạn cứng nhắc đúng mà đúng sai là sai, hoặc lý trí nó không để cho trái tim, sự cảm xúc của mình đó, thì chắc chắn hai bạn sẽ không có được tình yêu. Tình yêu là cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Hai bạn nên ngồi lại tâm sự nè, bởi vì đây là cái giao tiếp, là cái điều quan trọng nhất để các bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn của tình cảm. Một cái tình cảm được tạo nên bởi ba yếu tố. Thứ nhất là cái sự cam kết, thứ hai là cái sự đam mê, cái thứ ba cái sự giao tiếp. Nếu như các bạn thiếu một trong những cái này thì chắc chắn tình yêu của bạn sẽ không có lâu dài. Do đó hai bạn rất là dễ chia tay nếu như không có giải quyết ổn định tại thời điểm hiện tại. Và bạn muốn duy trì cái mối quan hệ bạn bây giờ, bạn phải nhún nhường, nhẫn nhịn và giao tiếp nhiều hơn. Hãy làm cho đam mê nhiều hơn, đem sự cam kết trách nhiệm nhiều hơn cho cả hai. Và có dấu hiệu khi lá bài xuất hiện là sức khỏe các bạn kém do các hành vi mang lại, như các bạn đang nghiện một cái thứ gì đó, rượu hay là thuốc thuốc, hay ăn nhiều gì đó. Cái vấn đề các bạn phải xem lại ha, và mình nên thay đổi cuộc sống của mình một chút xíu để cho mình có những cái tia hy vọng tốt hơn, để mà không có ngăn cản bạn tiến về phía trước. Bởi vì khi mà xuất hiện lá bài này thì cái tình yêu các bạn là một cái tình yêu có vẻ như không có lành mạnh lắm. Bạn và đối tác của bạn nên lùi lại một bước và cố gắng là khám phá, củng cố thêm cái sở thích của mình là cái gì. Hãy giao tiếp nhiều hơn để cho thấy rằng hai bên không có sự ghen tuông, đố kỵ, lừa dối, thống trị hay gian lận trong cái tình yêu. Một lá bài các bạn cần phải xem xét lại, giải phóng bản thân mình ra khỏi những tình trạng này. Đừng để cho lá bài nó khiến các bạn bất lực trong cuộc sống này. Và lá bài số 3 sẽ là lá bài cái thứ mà tiềm ẩn sẽ diễn biến tiếp trong thời gian tới cho các bạn là gì? Đó là bài trend, sức mạnh. Và các bạn chỉ đạt được những gì tốt nhất trong thời gian sắp tới khi mà các bạn có một cái thông điệp của lá bài sức mạnh đem đến cho các bạn. Thì giống như sức mạnh là gì? Nó đại diện cho cái sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta. Khi lá bài này xuất hiện, có nghĩa là các bạn phải tìm thấy được cái sức mạnh tiềm ẩn bên sâu bên trong để giúp cho các bạn vượt qua những thử thách trong công việc, tình yêu và mối quan hệ. Bởi vì các bạn hãy biết là cuộc sống nó không bao giờ nó là bình yên á. Cuộc sống là phải khó khăn, cuộc sống phải có điều bất như ý xảy ra. Quan trọng là các bạn biết sử dụng sức mạnh nội tại của mình, các bạn phát triển. Khi bạn biết có một năng lượng tích cực, là các bạn phải tìm kiếm rất khó để có được, như bạn không có tư duy tích cực. Bởi vì kỹ năng thì chúng ta có thể tìm, có thể học, có thể xem người khác, nhưng mà về năng lượng là cái phần ở bên trong, không ai có thể giúp bạn được nếu như bạn không có tư duy tích cực. Mà để cho các bạn có một cái sức mạnh thực sự thì các bạn phải siêng chơi thể dục thể thao, những cái trò chơi mang nguồn năng lượng, tiếp xúc với những cái người mà năng lượng tích cực thật sự. Bởi vì nguồn năng lượng có tính lây lan, khi bạn ở chung với những người có năng lượng tích cực thì bạn cũng sẽ có xu hướng giống như họ. Và các bạn cũng phải chú ý đến cái tư thế của mình. Tư thế mình lúc nào cũng phải rộng rãi, cởi mở, thoải mái, chứ không có co ro, không núm, không có cúi đầu. Bước đi phải tự tin, bởi vì đây chính là cách bạn tạo năng lượng cho mình. Hãy luôn mỉm cười, hãy luôn nhìn về phía trước, ăn uống khoa học, thanh lọc cơ thể. Những điều này sẽ giúp cho bạn có một cái khả năng tin tưởng vào bản thân của mình, dùng sức mạnh của mình để chống lại những cái điều bất như ý hay những cá nhân cố tình hạ gục các bạn. Về tình yêu, nếu như các bạn đang độc thân mà bạn vui vẻ
Thì các bạn cứ chăm chút bản thân mình vậy hoài đi, từ từ sẽ có người xứng đáng xuất hiện các bạn mà thôi. Còn nếu như các bạn đang trong mối quan hệ á, thì các bạn phải xem xét tới cái việc là rắc rối sẽ đến từ bên ngoài sắp đến. Hai bạn cần phải tin tưởng và củng cố tình cảm trong thời gian thử thách này. Khuyên các bạn nên tìm về gia đình để tìm thấy sự bình an. Nếu như mà gia đình, mối quan hệ của các bạn đang gặp căng thẳng, thì ba mẹ ruột chúng ta sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Vấn đề về công việc cũng như tiền bạc thì đây là một cái khía cạnh nó ở bình thường và nó không tốt, không xấu. Nhưng mà sẽ có những cái thời cơ rất là tốt cho các bạn để xuất hiện. Nếu như các bạn biết dồn cái sức mạnh của phát triển bản thân của mình, tập trung làm việc 100%, không sao nhãng, thì mọi ưu điểm cá nhân có thể được thể hiện ra ngoài hết luôn. Khi bạn tập trung, bạn quan sát những cái việc của người khác xung quanh, bạn có niềm tin, bạn có đạo đức, bạn biết cống hiến, bạn biết cho đi, thì nhất định cái năng lượng của bạn sẽ rất là cao. Khi đó bạn sẽ đạt được những điều bạn mong muốn. Nhiều khi cái sự mạo hiểm mạnh mẽ sẽ giúp cho bạn trúng mánh lớn nếu như các bạn có sự suy nghĩ đầu tư kỹ càng. Không nên do dự quá lâu để chúng ta mất cơ hội tốt, bởi vì cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Giống như tình cảm cũng vậy, có những người rất tốt họ đến với bạn nhưng bạn từ chối, bạn không tiếp nhận thì họ sẽ đi, coi như là bạn mất luôn người đó nha các bạn. Và một cái thông điệp rất hay của lá bài nữa là các bạn phải kìm hãm cái bản tính trong người chúng ta, tức là kìm hãm cảm xúc. Bởi vì chúng ta một phần nào đó chúng ta cũng thuộc một cái loài động vật, do đó bản năng thú tính chúng ta vẫn còn. Một cái con sư tử con cọp bên trong cần phải chế ngự, chính là cái nỗi sợ hãi, nỗi ở những cái gì mà muốn cào cấu người khác á, bạn nên kiềm chế và kiểm soát nó. Hãy đưa cái sự yêu thương dịu dàng, bởi vì tất cả mọi vật trên đời này, khi các bạn sử dụng yêu thương dịu dàng thì bạn sẽ đạt được cái cao nhất, cái sự yêu thương là cho đi, bao dung cao nhất có thể. Từ đó mình sẽ được lòng người khác thôi các bạn. Và kế tiếp nữa là thông điệp của lá bài sẽ gửi các bạn là gì? Một cái thông điệp đến từ cái đội bảo hộ tâm linh, tới nguồn năng lượng của nữ hoàng. Những cái bảo hộ tâm linh các bạn sẽ đưa cho các bạn những cái lời khuyên rất là yêu thương và đưa ánh sáng vào cho các bạn để theo cái đó giải quyết những tình huống bạn đang gặp phải, nhắc nhở các bạn phải làm nâng cao cái giá trị bản thân của mình hơn, tránh xa những cái dục vọng, những cái làm cho các bạn tiêu cực trong cuộc sống này, để các bạn hướng tới mục đích cao cả và tốt đẹp hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài màu đen. Thì tại đây các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn sẽ có lá bài Ace of Swords, 8 kiếm. Lá bài thứ hai sẽ là lá bài Three of Wands, 3 gậy. Lá bài cuối cùng các bạn sẽ có lá bài The Sun, ánh mặt trời. Và lá bài đầu tiên sẽ là bài cái thứ mà sẽ giúp cho các bạn trong những thời gian tới là gì và tình trạng các bạn đang gặp. Thì các bạn đang cảm thấy mình bị mắc kẹt và không thể nào thoát ra được. Cái vấn đề rắc rối liên tục đến và bạn không biết phải làm thế nào để giải quyết chúng. Trong một số tình huống là có bạn còn không nhận ra là mình đang bị mắc kẹt trong những cái tình huống đó luôn. Nếu như các bạn đang cảm thấy mình bị trì trệ trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, thì lá bài cho biết là bạn chỉ có cách tiến lên và tiếp tục từ cái đau khổ, cái bất như ý trì trệ này mà thôi. Bởi vì bạn là người duy nhất để có khỏi, cứu mình ra khỏi cái tình huống này, chứ không ai khác hết. Bởi vì bản thân lá bài này là các bạn đã bị mịt mắt, tập trung quá nhiều vào quá khứ đau buồn ở phía sau, khiến cho bạn không thấy ra được lối thoát. Và nếu như bạn hy vọng vượt qua những cái thử thách bất như ý của mình, thì bạn phải gỡ cái bịt mắt mình ra, tiến về phía trước. Mặc dù bạn biết là cái việc này sẽ làm cho bạn đau khổ, làm cho bạn rất là khó khăn, nhưng mà không thoát không được các bạn. Nếu như từ chối để các bạn thoát ra ngoài hoặc tiến thêm một bước nữa, thì dẫn đến cho các bạn là ngã quỵ thôi, chứ không có gì khác ngoài cái việc đó. Bởi vì chính bạn là cái người cứu mình. Bởi vì trong cái ngữ cảnh này xuất hiện những cái suy nghĩ tiêu cực và những cái sợ hãi của bạn làm cho bạn bị tê liệt. Bạn bị cảm xúc của mình chi phối rất là nhiều. Nhiều khi bạn bị cảm xúc, bạn không muốn mất cái đó, bạn muốn được cái này, bạn muốn được cái kia. Do đó bạn bị mất đi cái khả năng lý trí xem xét xem là có đáng để bạn phải vào mắc kẹt vào trong cái chu kỳ lặp đi lặp lại vậy không. Bởi vì cái việc bạn muốn thoát ra ngoài, chính bạn là cái người biết là mình thoát hay không thoát. Cái sự lựa chọn các bạn
lựa chọn mình ở trong mối quan hệ hoặc trong cái việc gì đó bạn không thích là do bạn lựa chọn, bạn muốn làm chuyện đó. Không có ai ép mình được hết. Tại bây giờ là gì? Thời buổi này có luật pháp, có tất cả mọi thứ. Bạn muốn bỏ đi là rất là dễ. Bạn muốn ngừng là gì? Do bạn không muốn. Kiểu bạn muốn còn níu kéo, kiểu bạn còn muốn dây dưa, kiểu bạn còn muốn sống trong cái thời gian mà như vậy. Bởi vì đâu có ai khác được nếu như các bạn bị mắc kẹt trong cái vấn đề tình cảm các bạn. Bởi vì bạn không muốn thoát ra mà sao bạn đi được. Khi mà cái mối tiến thối lưỡng nan tiêu cực xảy ra như vậy á, đến lúc bạn cảm thấy mình bị lạm dụng luôn, bị thao túng, trở thành nạn nhân trong cái mối tình cảm các bạn đang gặp, thì mình hy vọng các bạn sẽ thấy được là chính bạn là cái người phải đưa mình ra khỏi cuộc đời này. Hãy cố gắng tìm cái sự hài lòng bên trong mình. Khi bạn tìm thấy nó, bạn hiểu mình muốn gì, thì bạn sẵn sàng sẽ có những cái cuộc sống mới hướng về các bạn. Chứ không phải mình sống trong cái sự tuyệt vọng mà cái kiểu thu hút vào những cái mối quan hệ không có đúng, những mối quan hệ toxic, những mối quan hệ chỉ có lạm dụng mà thôi. Bởi vì bạn sống với một cảm xúc rất là tiêu cực, những cái sự tuyệt vọng của bạn nè, những cái kiểu mà cái đau buồn, mình không có tư thế của người tích cực. Bởi vì các bạn biết không, cái tiêu cực các bạn nó ảnh hưởng các bạn rất là nhiều. Khi mà cái trường năng lượng đó nó khiến cho đối tác ở bên cạnh mình, người ta khó chịu, người ta sẽ bỏ đi. Các bạn không ai uống ở bên một cái người mà ủ rũ tối ngày phán xét, tối ngày buồn rầu, tối ngày khen tuông hết đó. Đây là không có phải là bạn phải thoát ra ngoài. Và lá bài kế tiếp là những cái điều gì sẽ ngăn cản các bạn để các bạn có thể tiến vào những diễn biến khi tiếp theo của cuộc đời. Thì các bạn có lá bài. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó nói là cái việc mà bạn đã bỏ qua những cái cơ hội của mình, không có tận dụng những cái cơ hội tiềm năng đã xuất hiện rất là nhiều. Bạn không biết đưa ra kế hoạch cho cuộc sống của mình. Những thách thức và cơ hội đến, nhưng bạn lại sống trong cái sự đau buồn. Bởi vì cái khả năng nhìn các bạn không thấy, bạn không biết nắm bắt những thay đổi đó và học cách thích nghi với chúng. Bởi vì cá nhân của bạn để cho cái nguồn năng lượng tự ti, không cảm thấy tự hào bản thân mình. Bởi vì bạn không thấy cái sự tiến bộ trong hành trình của các bạn luôn. Bạn mất đi niềm cảm hứng với cuộc sống, bạn mất đi cái mục tiêu của mình khi xưa. Khuyên các bạn là bạn phải đảm bảo cái chữ ý chí, năng lượng của mình một cách tích cực nhất vào những cái mục tiêu, chứ không phải là bạn mơ tưởng nó rồi bạn để cho nó xa xôi luôn. Và nếu như bạn để thành công, thì khuyên các bạn nên có một chuyến đi làm ăn xa, lập nghiệp đến một vùng đất mới để các bạn có thể sống một đời khác được. Ngoài ra không, các bạn sẽ tiêu cực hoài, bởi vì các bạn không có chịu thoát ra những cái toxic, những cái bất như ý, những cái người mà ràng buộc các bạn. Bởi vì nếu như bạn học được kỹ năng từ những cái bài học, từ những cái quá khứ của mình đó, thì chắc chắn các bạn sẽ tiếp tục đạt được thành quả cao. Bởi vì bạn không có học được bài học gì hết. Bạn không có muốn thoát ra ngoài thì sao bạn học được? Bởi vì giữa bạn là không có sự giao tiếp với tất cả mọi người, không có sự giao tiếp với người yêu, không có sự giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Do đó công việc hay tình cảm các bạn cũng bị rất là trì trệ. Lá bài cũng hy vọng là bạn phải cần có tầm nhìn xa, thấy được là cái quyết định ngắn hạn của mình chính là cái lợi ích để mình rời đi, để mình đầu tư, mình tận dụng tốt những cơ hội người ta giúp mình đó, để mình thoát ra ngoài, để mình có được sự ổn định và lâu dài. Chứ không phải là bạn cố gắng ở cái vị trí hiện tại là đau khổ tiêu cực của mình mà không biết tận dụng. Bạn phải nên cân nhắc sử dụng cái sự giúp đỡ, cái mối quan hệ sẽ giúp cho bạn thoát ra ngoài được cái tiêu cực của mình, trở nên cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Và bởi vì tâm trạng của bạn đang rất đầy mâu thuẫn, hy vọng các bạn phải nghỉ ngơi để các bạn không có bị cảm xúc mình nó điều khiển rất là nhiều. Khuyên các bạn phải làm đi đâu xa để các bạn, nó sẽ cho bạn lại một cái trải nghiệm sâu sắc hơn về bản thân của mình, sẽ nhận ra là mình cần gì và muốn gì. Bởi vì cái việc của bạn là phải thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, chứ không phải là sống trong cái sự im lặng. Nếu bạn muốn một cái tình yêu lâu dài, bạn phải cần dành thời gian để chăm sóc, tìm hiểu, cũng như có sự trao đổi giao tiếp với nhau, hay bày tỏ tình cảm cũng như là định hướng mong muốn của mình để họ hiểu. Chứ không phải bạn sống trong một mối quan hệ nghi hoặc về mối quan hệ, không có sự háo hức gì hết. Một mối quan hệ bị lạm dụng, bị sức khỏe, thả lỏng bản thân của mình mà không biết yêu quý nó. Và lời khuyên, chỉ khi nào bạn cảm thấy là bạn dũng cảm, bạn tự tin sải cánh, trải nghiệm cuộc sống của mình, tiến tới về phía trước, có kế hoạch rõ ràng, thì khi đó bạn mới có sự vận may để mình thoát khỏi cuộc đời này, có một cái mối tình lãng mạn,
trong một cái kỳ nghỉ, một mối quan hệ sẽ dài lâu hơn rất là nhiều. Các bạn hãy cân nhắc đi, bạn phải mở rộng tầm nhìn của mình ra hơn. Lá bài số 3 sẽ được thứ gì tiềm ẩn sẽ giúp đỡ các bạn. Các bạn có bài đời xanh. Chính là các bạn phải trở lại với cái nguồn gốc đầy phấn khởi như một đứa trẻ vậy đó. Bởi vì chúng ta là người lớn mà chúng ta quên rằng khi xưa chúng ta đã từng là một đứa trẻ. Chúng ta từng có những đam mê, những cái năng lượng rất là tích cực. Chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn tăng trưởng, chúng ta muốn có công việc tốt, chúng ta có muốn người chồng thật sự tài giỏi, người vợ đảm đang yêu quý. Chúng ta muốn có con xinh vợ đẹp, chúng ta có muốn nhà đẹp, xe đẹp, sự nghiệp vững vàng. Mà các bạn để cho những cái chân lý đó, những cái giác ngộ đó mất tiêu hết trơn. Bởi vì bạn sống trong cái sự tiêu cực của mình. Do đó các bạn phải khai sáng cho các bạn. Bởi vì mặt trời nó sẽ không chết đi mỗi đêm. Nó sẽ sáng lên vào một cái buổi sáng hôm mai. Nếu như các bạn biết về cái bóng tối đó, tận hưởng cái ánh sáng rực rỡ, một vẻ đẹp của một ngày mới, một đứa trẻ như các bạn khi xưa, bạn đừng quên rằng mình đã từng có cái sự hoài bão, ước mơ. Mình muốn sống được hạnh phúc, niềm vui, chứ không phải mình sống trong cái sự đau khổ như vậy. Hãy lấy bản thân của mình đó, làm ánh sáng này, làm thứ niềm tin này, để cho mình thoát khỏi, biểu hiện ra sự tự do của mình. Hãy sống đi bạn, sống như một cái đứa trẻ ban sơ như khi xưa. Đây là cái điều ý nghĩa rất là sâu sắc của thế giới này, vĩnh cửu nhất luôn. Khi mà chúng ta trở về với cái nguồn năng lượng của trẻ em, một cái nguồn năng lượng ban sơ, một cái năng lượng chân thật nhất, thì bạn sẽ có cái cách nhìn rất lạc quan về cuộc sống này. Bạn tích cực hơn, bạn tò mò khám phá hơn, bạn mạnh khỏe, đầu óc nhạy bén. Bạn sẽ biết là cái gì đã độc hại và cái gì không độc hại để bạn thoát ra ngoài. Bạn đừng có để mình sống trong cái sự tiêu cực các bạn. Đây là cái lúc bạn nên chủ động sử dụng cái thông minh của mình, hành động. Nếu không là bạn sẽ không được nhận thành quả gì hết. Sự tích cực sẽ thể hiện như là ánh sáng mặt trời vậy đó. Khi bạn có xử cho mình một đứa trẻ đem đến niềm vui, sự ấm áp, thuần khiết á, thì bạn sẽ có sức hút rất mạnh mẽ với mọi người. Bởi vì cái sự nhiệt tình của bạn nè, là bạn sẽ có khả năng thấu hiểu được cái mối quan hệ này. Mà cái nhìn cái rõ, vô cùng rõ nhất để cho mối quan hệ của bạn tỏa sáng và hạnh phúc và bền vững nhất. Bởi vì mối quan hệ các bạn phải đảm bảo các yếu tố là cam kết nè, đam mê nè và giao tiếp nè. Nếu bạn thiếu một trong những thứ đó, bạn sẽ không được gì hết. Lá bài cũng khuyên là các bạn mình phải trở nên sự khác biệt đi các bạn. Hãy trở thành một cái gì đó khác mình hiện tại. Hãy làm cho mình sống rực rỡ nè, trở thành một cái tấm gương cho những người khác noi theo. Hãy có một cái nguồn năng lượng là nhiệt huyết, hăng say, năng lượng tự tin nhất rồi. Tự tin vào bản thân của mình, tin là mình có thể làm được, tin vào giá trị của bản thân. Hãy tha thứ cho bản thân của mình. Đừng sống trong cái sự buồn tuổi nữa các bạn. Nó rất là buồn khi lá bài này xuất hiện. Thì mình hy vọng các bạn sẽ lấy cái nguồn năng lượng của lá bài này, các bạn đưa vào trong cái cuộc sống của mình cái niềm hạnh phúc và niềm vui nha các bạn. Một cái lá bài nó rất là hay để cho các bạn có một suy nghĩ tích cực hơn. Nếu bạn đang gặp cái chuyện gì khó khăn đó, thì cái thông điệp của lá bài cũng mong là các bạn hãy chờ một đó điều tốt đẹp. Nếu như các bạn chưa thay đổi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bởi vì bạn biết rằng mây đen rồi sẽ tan, sẽ nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Nhưng mà bạn phải muốn mới được. Bạn không muốn thì sao mà được. Tất cả đều do chúng ta lựa chọn mà thôi. Cái nguồn năng lượng của tụ bài này hình như đang bị sống trong kìm kẹp, bị mắc kẹt trong cái thế giới của riêng mình. Một cái thế giới tiêu cực mà không chịu thoát ra. Cái lá bài mà về cái năng lượng của con cá heo cũng là bài là tự do. Các bạn hãy sống với tinh thần của con cá heo, một cái tinh thần tự do, thoải mái, sống hạnh phúc với bản chất của chính mình. Một lá bài kêu các bạn hãy thoát ra khỏi những cái kìm kẹp, những cái đang gì mà đang kìm hãm các bạn á. Đây là cái thời điểm các bạn phải tiến bước lên, đưa ra ánh sáng vào cuộc đời các bạn. Hãy đem ánh sáng mới dẹp được cái vòng tối, mình hãy nâng cao cái con người mình lên, hãy tung cao như con cá heo. Các bạn thấy một hình ảnh rất là đẹp. Và thông điệp cá heo là đại diện cái sự cân bằng và hài hòa. Bạn phải thông minh và sống đúng cái bản năng của các bạn. Bởi vì đây là cái việc đó bạn phải tái sinh lại bản chất vui tươi vốn có khi xưa. Bạn cần phải đem lại. Bạn phải sống ôn hòa nhẹ nhàng và có sức mạnh nội tâm sâu sắc hơn. Một sự hòa bình, hòa hợp, tươi vui. Một cái nỗ lực thực sự là có. Hãy sống vì mình, sống vì những cái gì đó nó hài hòa.
Bởi vì chúng ta, bất kể cái gì chăng nữa, các bạn cũng phải cần có người ở xung quanh chúng ta để bơi chung, đi chung. Bản chất dịu dàng của những con cá heo này nhắc nhở chúng ta tìm kiếm những điều tốt đẹp ở chính mình, ở mọi người, và cố gắng mang lại cho họ sự yên bình trong cuộc sống, và những người xung quanh chúng ta cảm nhận được điều này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.